giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ Hoài Linh lần đầu lên tiếng, làm rõ số tiền 13 tỷ đồng kêu gọi ủng hộ miền Trung. Ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời chân tình về số tiền 13 tỷ đồng mà nhiều người hảo tâm đóng góp giúp đồng bào miền Trung mà dư luận quan tâm thời gian qua. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, danh hài này cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên Lai Châu. Song vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17 tháng 5 tiến hành chuyến đi, nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng, mà chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi trao. Bởi lẽ khi tiến hành trao đi số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai. Danh hài Hoài Linh nói trong clip gửi một số cơ quan báo chí. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Thương lắm quý vị ơi, vì có nhiều người gửi 8.000, 9.000 đồng, số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với đồng bào miền Trung. Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bày tỏ. Về số tiền mua vòng hoa và phúng điếu cố nghệ sĩ Chí Tài mà một số khán giả đã gửi vào số tài khoản giúp đồng bào miền Trung, danh hài Hoài Linh cho biết anh đã tách hẳn ra bởi chi tiết sau mọi tin nhắn gửi tiền, người gửi đều ghi rõ mục đích trao tặng. Số tiền 83.000 USD gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài nhờ thực hiện di nguyện làm từ thiện, anh sẽ thực hiện đúng theo lời ủy nhiệm của nghệ sĩ Chí Thiện và chị Phương Loan. Danh hài Hoài Linh cho biết sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip chứng từ minh bạch. Bản thân anh luôn tâm nguyện làm đúng lương tâm, không làm mẻ một đồng số tiền mà công chúng đã đặt niềm tin nơi anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.